giang hồ bố có học không ạ? Giang hồ dễ lây lắm phải không bố? Mà sao ai cũng bảo con phải tránh xa bố, không lại lây ạ? Bố ơi! Ai đấy ạ? Là bố đây mà còn hỏi ai đấy? Xem thế thôi con. Xem cả ngày như thế này còn gì là mắt với mũi nữa. Mẹ bảo cho con xem tẹt ga mà. Bậy bạ. Con là phải học. Chứ cắm mặt với điện thoại như thế này chỉ hư người thôi. Mẹ bảo học làm gì cho tốn sức. Cùng lắm giống như bố mày đầu đường xó chợ có ngày. Không học mới dốt. Cái gì cũng vậy, cũng đều phải học cả. Thế bố là giang hồ, bố có học không ạ? Giang hồ dễ lây lắm phải không bố? Mà sao ai cũng bảo con phải tránh xa bố, không lại lây ạ? Bố dặn này, kể từ ngày hôm nay, mỗi một ngày con chỉ được xem điện thoại một tiếng đồng hồ thôi. Còn lại con phải học và chơi các trò chơi vận động. Nhớ chưa? Vâng. Đi ăn cơm đi bố. Chưa ngủ đi à, đứng đấy làm gì? Có chuyện gì đấy? Tôi cảnh cáo cô. Cô mà dám nói xấu tôi trước mặt thằng Bo một lần nữa ấy, đừng trách tôi ác. Tưởng chuyện gì? Bo nó cũng cần biết sự thật chứ. Có phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra trong gia đình tử tế đâu. Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Ngu nó vừa thôi chứ. Đúng rồi, tôi ngu đấy. Ngu thì mới đâm đầu vào một thằng tù tội đầu đường xó chợ như anh. Nói cho mà biết, con này mà có tiền đấy thì bốc một phát hai mẹ con ra ngoài ở riêng. Chứ tội gì tôi phải ở đây để ông bố ma men của anh suốt ngày lừa mít, khinh bỉ hả? Cô bốc đi. Cô giỏi cô bốc đi. Tôi bốc ngộ cả họ nhà cô luôn ấy. Hiểu chưa? Người ngoài khinh tôi thế nào cũng được. Nhưng mà còn cô ấy, để cho thằng Bo, người dứt ruột đẻ ra nó khinh mình ấy, cô chả có giá trị gì với nó đâu. Cả đời thì cũng không luôn. Không ổn rồi. Bọn nó phát hiện ra mình rồi. Với số tiền này, tao với mày đủ để làm lại cuộc đời. Đi! Đi! Chạy đi! Anh trai của anh Tuệ mới về nước. 10 năm lặn một hơi không thấy sủi tăm. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ. Anh chỉ còn mỗi mình anh là người thân thôi. Từ bây giờ anh không được khổ nữa. Em sẽ lo cho anh. Chắc mai anh đi tìm việc. Mày muốn cuộm được số tiền đấy. Định né tao à? Nhận ra em không anh? Mày muốn gì? Việc làm. Em là người bình thường, về nhà bao việc rồi. Chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Em làm như thế thì những người như anh Chí còn biết sống ở đâu ở trong cái xã hội này nữa hả em? Để tao giúp mày. Cút. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Cái cảm giác mà mình ở giữa gia đình mình mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, đúng là khó chịu thật. Thế còn bây giờ anh muốn gánh cho anh trai anh cả đời thì anh cứ việc gánh nhá. Nhưng chúng ta là người nhà mà. Người trong một gia đình mà. Thông cảm cho anh em anh. Mở cửa. Chìa khóa. Trong túi.
Anh về đi còn gì nữa. Hôm nay anh ở đây với em. Về đi. Về đi. Trời ơi. Không, về đi. Bỏ ra. Anh làm gì đấy? Xem thế thôi con. Xem cả ngày như thế này còn gì là mắt với mũi nữa. Mẹ bảo cho con xem tẹt ga mà. Bậy bạ. Con là phải học. Chứ cắm mặt về điện thoại thế này chỉ hư người thôi. Mẹ bảo học làm gì cho tốn sức. Cùng lắm giống như bố mày đầu đường xó chợ có ngày. Không học mới dốt. Cái gì cũng vậy, cũng đều phải học cả. Thế bố là giang hồ, bố có học không ạ? Giang hồ dễ lây lắm phải không bố? Mà sao ai cũng bảo con phải tránh xa bố, không lại lây ạ? Khi chiều em cư xử kiểu gì đấy? Kiểu gì? Khó khăn lắm anh Chí anh mới về đây chơi, thế mà em coi anh như là khách ấy. Không hiểu em nghĩ cái gì nữa. Anh chả nghĩ gì cả. Giờ bác ở nhà mình nữa đâu. Lâu lâu anh ấy mới về thì mình coi như là khách chứ không sao đâu. Em cũng có em trai, có bố, có mẹ. Thế chả lẽ mỗi lần em về nhà mọi người coi em là khách à? Anh đừng có lôi người nhà em vào. Nếu em muốn anh không lôi người nhà em vào ấy, thì em hãy học cách tôn trọng người nhà của anh đi. Ý của anh là bây giờ ở cái nhà này, mình phải học cách trao đổi qua lại với nhau đúng không? Thế em cư xử như thế với anh trai anh chưa đủ lịch sự à? Như thế mới là lịch sự à? Anh nói thật nhé, với em ấy, là anh đã nhịn nhiều lắm rồi đấy. Bà theo tôi làm gì? Hả? Tưởng phải cho bà già này tiền à? Hả? Sao phải chạy nhanh thế?